Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin chính đáng chú ý sau đây. Lãi suất liên ngân hàng tăng gần chạm trần. Giá lợn hơi tăng lên mốc 62.000 đồng 1 kg. Mở rộng thị trường tiêu thụ mắm truyền thống. Sau đây sẽ là một số thông tin về tài chính thị trường. quý vị và các bạn, lãi suất qua đêm trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng lại tăng mạnh, lên gần chạm trần 5% theo quy định của ngân hàng nhà nước và cũng là mức cao nhất trong vòng gần một năm trở lại đây. Cụ thể, lãi suất cho vay trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng đã đạt mốc 4,7%. Với các kỳ hạn khác, lãi suất một tuần là 4,88%, kỳ hạn 2 tuần là 4,73%, kỳ hạn một tháng là 4,36%, kỳ hạn 3 tháng là 4,5%. Như vậy, mức lãi suất qua đêm thời điểm hiện nay là mức cao nhất trong gần một năm qua. Theo báo cáo của các tổ chức tiến dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống của ngân hàng nhà nước, doanh số giao do dịch trên thị trường liên ngân hàng trong tuần đầu tháng 4 năm 2024 bằng đồng Việt Nam đạt sắp xỉ 1.526.301 tỷ đồng, bình quân 305.260 tỷ đồng một ngày. Theo kỳ hạn, các giao dịch Việt Nam đồng chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm chiếm 90%, kỳ hạn một tuần chiếm 4%, kỳ hạn hai tuần chiếm 3% tổng doanh số giao dịch. Dòng tiền chảy mạnh vào thị trường từ đầu năm đến nay đã giúp nhiều công ty chứng khoán có doanh thu lợi nhuận cao. Quý đầu tiên trong năm 2024, tình hình kinh doanh của các công ty chứng khoán khá tốt nhờ giao dịch thị trường sôi động. Chỉ số VN Index kết thúc quý 1 năm 2024 ở mức 1.284 điểm, tăng 13,6% so với cuối năm 2003 và nằm trong nhóm các chỉ số chứng khoán tăng tốt nhất trong khu vực và thế giới. Lãi suất tiền gửi ngân hàng duy trì ở mức thấp khiến dòng tiền chảy vào thị trường chứng khoán. Giá trị giao dịch bình quân sản HOSE đạt 21,4 nghìn tỷ đồng một phiên trong quý 1 năm 2004, tăng 35,7% so với quý 4 năm 2003 số lượng tài khoản mở mới ghi nhận sự tăng trưởng trở lại sau giai đoạn sụt giảm ở quý cuối năm 2003 tính đến, đến cuối quý 1 năm 2004 đạt gần 7,7 triệu tài khoản. Điều này giúp các công ty chứng khoán tăng trưởng tốt. Những ngày qua, người dân trồng thanh long trên cả nước vui mừng khi giá thanh long nghịch vụ liên tục ở mức cao. Khi nhận tại nhiều vùng trồng thanh long ở Tiền Giang, Long An, Bình Thuận, giá thanh long loại 1 ở mức trên 40.000 đồng 1 kg, loại 2 35.000 đồng 1 kg, đến 38.000 đồng 1 kg, loại 3 từ 30 đến 33.000 đồng 1 kg, tăng hơn tháng trước từ 10.000 đến 15.000 đồng một kg. Lý giải nguyên nhân dẫn đến sự tăng trưởng này, Hiệp hội Rau cỏ Việt Nam cho biết thông thường từ tháng 12 đến tháng 4, Trung Quốc đẩy mạnh nhập khẩu thanh long để đảm bảo nhu cầu tiêu thụ trong nước. Cùng với đó, hiện nay diện tích thanh long trên cả nước cũng có xu hướng giảm do năm 2003 giá thanh long ở mức thấp khiến nhiều nhà vườn chuyển sang trồng các loại cây khác như sầu riêng, mít. Trong khi đó, tại các vùng trồng thanh long đang phải đối mặt với tình trạng hạn mặn khiến sản lượng thanh long suy giảm. Hiện nay ngoài thị trường Trung Quốc, thanh long Việt Nam còn xuất khẩu vào thị trường khác như Thái Lan, Campuchia, Australia, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc. Tuy nhiên từ tháng 5 đến tháng 11, Trung Quốc sẽ vào vụ thu hoạch thanh long, do đó giá thanh long có thể sẽ giảm trở lại. Giá lợn hơi những ngày gần đây ở nhiều nơi trong cả nước tăng lên mức 62.000 đồng 1 kg Giá lợn hơi tại các tỉnh như Bắc Giang, Yên Bái, Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Tuyên Quang cùng ở mức 62.000 đồng một kg. Tuy giá lợn hơi có xu hướng tăng nhưng cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương dẫn dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết năm 2024 Trung Quốc sản xuất khoảng 695 triệu con lợn, giảm 3% so với năm 2023. Nhập khẩu lợn vào Trung Quốc năm 2024 dự báo sẽ đạt 7.000 con, giảm so với năm 2023. Do khó khăn về tài chính và giá thấp, tiếp tục ảnh hưởng đến các nhà chăn nuôi. Trong khi đó, Việt Nam chủ yếu nhập khẩu thịt đông lạnh nhưng dùng cho chế biến thay vì tiêu thụ ở các chợ truyền thống. Đàn lợn của Trung Quốc hiện chiếm 50% thế giới nên sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam. Nếu Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu, đồng nghĩa giá lợn hơi trên toàn thế giới sẽ chịu áp lực giảm. Giá lợn hơi tại Việt Nam sẽ khó duy trì được ở mức cao. Tỷ giá đô la Mỹ hiện đang ở mức cao kịch trần trên 25.000 đồng Việt Nam một đô la Mỹ đô la Mỹ thế giới tăng mạnh vượt mức 106 sau khi Mỹ công bố các dữ liệu kinh tế. Tỷ giá trung bình đồng Việt Nam và đồng đô la Mỹ được ngân hàng nhà nước công bố điều chỉnh mức 24.231 đồng Việt Nam trên một đô la Mỹ, tăng 90 đồng so với phiên giao dịch trước đó. Hiện nay, giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại dao động từ 23.400 đến 25.392 đồng Việt Nam một đô la Mỹ. Theo đó, tỷ giá đô la Mỹ ngân hàng, tỷ giá ngoại tệ và giá đô trong nước đã điều chỉnh tăng tại các ngân hàng. Chuối của Việt Nam đã vượt Philippines tại thị trường Trung Quốc. Hiện tại, chuối tươi Việt Nam chiếm lĩnh 100% kệ hàng tại siêu thị Aeon Hồng Kông, Trung Quốc. Theo số liệu thống kê từ cơ quan hải quan Trung Quốc, trong 2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam vượt Philippines trở thành thị trường cung cấp chuối lớn nhất cho Trung Quốc, đạt 173,5 nghìn tấn sản lượng trên mang về cho Việt Nam 70,3 triệu đô la Mỹ, tăng 21% về lượng, chiếm 51,5% tổng lượng chuối nhập khẩu của Trung Quốc, tăng 6,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2023. Giá chuối nhập khẩu bình quân từ Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2004 ở mức 405,4 đô la Mỹ một tấn, giảm 16,2% so với cùng kỳ năm 2003 và là mức thấp nhất trong số các nguồn cung cấp chuối cho thị trường Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, với hơn 102 km bờ biển, Thanh Hóa có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển ngành nghề kinh tế biển, trong đó có nghề sản xuất mắm truyền thống. Những năm gần đây, các cơ sở làm mắm truyền thống đã phát triển mạnh mẽ cả về quy mô sản xuất cũng như sản lượng sản phẩm, từ đó đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của người tiêu dùng, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng tầm giá trị nước mắm truyền thống Thanh Hóa. Ông Dương Xuân Tác, Chủ tịch Hiệp hội Nước Mắm Do Xuyên Ba Làng cũng là người sáng lập thương hiệu nước mắm Tác Huy nhận thấy sản phẩm mắm truyền thống của gia đình có thể phát triển ở nhiều thị trường khác. Ông đã mạnh dạn vay vốn, mở rộng quy mô sản xuất, mua nguyên liệu ủ gối vụ hơn 600 tấn mỗi năm. Đồng thời, đăng ký tham gia hàng chục hỗ trợ xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh. Nhờ đó, sản phẩm mắm tác huy đã được nhiều người biết đến. Trung bình mỗi tháng, cơ sở cung cấp ra thị trường hơn 6.000 lít nước mắm cốt, 20 tấn mắm tôm và mắm chua cho thị trường 20 tỉnh thành trong cả nước, ông Tác cũng đã xây dựng thành công 3 sản phẩm nước mắm, mắm tép, mắm tôm đạt ô cốc 3 sao. Chúng tôi liên tục kết nối với các cơ sở bán và hiện tại là cái nước mắm của chúng tôi rất đạt hiệu quả. Nước mắm của chúng tôi hiện nay là bán rất rộng rãi trong nước rồi. Nếu được đưa đi tham tác ở nước ngoài cũng như xuất khẩu thì nước mắm xứ Thanh nói chung cũng như là các hiệp hội nước mắm của Do Xuyên Ba Làng và nước mắm của tác huy chúng tôi sẽ được đưa đi nước ngoài cũng như tăng hiệu quả kinh tế. Phát huy tiềm năng lợi thế sẵn có, các huyện ven biển như Hậu Lộc, Hoàng Hóa, Sầm Sơn và Quảng Sương đã quan tâm phát triển nghề chế biến mắm truyền thống. Một số làng nghề đã xây dựng được thương hiệu như Ba Làng, Khúc Phụ, Cự Nham. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, nhiều doanh nghiệp cơ sở sản xuất nước mắm trong tỉnh đã đầu tư máy móc, ứng dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại vào sản xuất, đồng thời thiết kế bao bì, nhãn mác, bắt mắt, phong phú chủng loại đã bứng thị hiếu khách hàng. Bên cạnh đó, nhiều chủ doanh nghiệp cơ sở đã quan tâm xây dựng gian hàng giới thiệu trưng bày sản phẩm, tham gia các cuộc trưng bày, triển lãm sản phẩm tại các hội trợ trong và ngoài tỉnh, giúp quảng bá sản phẩm đến với đông đảo khách hàng. Nhờ vậy, các cơ sở sản xuất đã ký kế kết được nhiều hợp đồng cung ứng các sản phẩm mắm cho các bếp ban tập thể, siêu thị, các chuỗi cửa hàng thực phẩm an toàn trong cả nước ngày trước thì là mình hay chỉ mình hay nghĩ là bán những cái sản phẩm gì mà mình sản xuất ra tuy nhiên thì và làm một chủ thể thì chúng tôi luôn hướng đến những những cái gì mà hoàn hảo nhất không chỉ đẹp, tốt về chất lượng mà còn đẹp về mẫu mã má. và hiện tại thì gia đình tôi cũng cho ra rất là đời rất là nhiều các cái loại mẫu mã má, sản phẩm khác nhau để làm quà biếu cho các sở ngành các huyện thị và các doanh nghiệp đặc biệt là khách hàng là những người dân cũng rất là tin dùng và cũng sử dụng để làm quà biếu cho anh em bạn bè. Thanh Hóa cũng là một trong địa phương mà có rất nhiều sản phẩm mắm và và, và mắm truyền thống đặc biệt sản phẩm mắm tôm có thể nói là thanh hóa rất là nổi bật và duy nhất hiện nay trong số sản phẩm ô cốp năm sao được công nhận thì có một sản phẩm mắm tôm ở của hàng hóa của thanh hóa thì chúng tôi thấy đây cũng là một cái thị trường tiềm năng rất là tốt với việc mà người tiêu dùng hiện nay kể cả những giới trẻ người ta cũng mong muốn được trải nghiệm những cái sản phẩm ẩm thực truyền thống và đặc trưng và cái cốt lõi của văn hóa ẩm thực của việt nam trên nền tảng việc sử dụng mắm và nước mắm truyền thống thì chúng tôi thấy là cái thị trường nó ngày càng mở rộng Thanh Hóa hiện nay có 34 sản phẩm mắm truyền thống được công nhận ô cốp 3 sao và 4 sao, trong đó có một sản phẩm mắm tôm lê gia đã được công nhận ô cốp 5 sao. Các sản phẩm mắm được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường cả nước. Hai sản phẩm đã xuất khẩu ra nước ngoài, lượng tiêu thụ sản phẩm tăng gấp 3 đến 4 lần so với trước đây. Bản tin tài chính thị trường xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.